Bitcoin. Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Zeno đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Minecraft và chúng ta sẽ chơi thử thách chế độ lây nhiễm nha mọi người. Và đồng hành cùng với mình đó chính là Noob Team. Chào mọi người nào. Hello mọi người. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi chế độ lây nhiễm là sau 8 phút chuẩn bị thì chúng ta sẽ được chọn ra một người ngẫu nhiên để chúng ta gọi là trở thành quái vật. Và nhiệm vụ của quái vật đó chính là tiêu diệt hết những kẻ còn lại, còn những người mà sống sót thì chắc chắn là phải tiêu diệt quái vật nha. Đấy, quái vật sẽ được bất tử, cho nên mọi người cố gắng là làm sao sống sót đến giờ phút cuối cùng. Đấy, thì chúng ta sẽ là gọi là người chiến thắng thôi. Đấy, thì hình như là chế độ này ai cũng chơi rồi, cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu sinh tồn ở đây. Đấy, cái chế độ này sắp được ra tài nha, cho nên là anh em nhớ đi đào sắt giáp giết đầy đủ luôn. Đấy, ngày hôm nay chúng ta kết hợp thêm đó chính là có những món vũ khí siêu xịn sò luôn, cho nên là bên này không có nhà thợ rèn các bạn ơi. Mình ưu tiên là đi tìm cái hang các bạn ạ. Đấy, ngày hôm nay sắp được ra tài, cho nên là mình con mèo chạy đua không? Đua không con mèo? Không có hang nào rồi. Mình rõ vừa nãy mình thấy cái hang to đùng kìa Zeno. Ở mô. Giờ đâu? Tôi phải đi tìm cái hang lại. Đấy ơi. Rồi, ok. Đấy, mình sẽ phải đi tìm cái hàng. Đấy, trong những phút đầu của trận đấu thì chúng ta sẽ được kháng cự nha mọi người. Đấy, cho nên là anh em đánh nhau thì cũng phải bình đánh nhau được rồi đấy. Cái gì vừa vào đánh nhau rồi kìa. Đánh luôn như gặp đầu quất đấy. Thử mình sẽ làm cái rìu đi, bởi vì là mình sẽ cần chặt thêm gỗ. Đấy. Ok, đấy, chúng ta có 8 phút nha. Anh em nhớ là ngày hôm nay nâng cấp một cái thanh kiếm siêu xịn sò luôn. Đấy, mỗi một mã nâng cấp là bằng cách nào nâng cấp là đó, chúng ta đó chính là chúng ta phải đi farm kill nha mọi người. Đấy, đi tiêu diệt không có đâu. Ấy à, mất luôn rồi. Hảo thật chứ. Ok, nhưng mà không có thức ăn là cũng hơi khổ nha, nhưng mà từ từ đã. Thôi con nên đi kiếm thức ăn đó. Đây thôi, bo kill lợn gà đấy rồi, mình sẽ cần ít thức ăn hơn bạn đây. Đấy, cá luôn bạn đây. Ô, thịt kill tự chín luôn. Chắc là nắng nóng quá nó tự chín luôn rồi. Ảo thật đấy. Ảo thật. Ok, xuống đây nào, đi xem nào. Sắt ở đâu đó dưới này có sắt không ta? Có không? Okay. Ui ôi, nước chảy lên lá. Nước chăn mày đi. Lên đâu phát sáng kìa. Ai cũng phát sáng rồi. Mà ai cũng phát sáng mà. Lên đâu. Cho anh hơi kẻ đi. Ôi. Thế nhiều quái em nha, Mimo cẩn thận. Ui ôi. Làm gì có quái đâu. Ôi không có quái đâu. Ui một đàn luôn, thôi đi lên đây. Mimo chạy chuồn rồi. Tự chín. Ok, mình chui vào cái góc trong này thì hy vọng là con kia nó không nhìn thấy mình nha. Con slay mày nhảy. Ok. Thôi tôi cần gỗ thôi. Ui dồi ôi, sắt. À đây rồi, sắt đây rồi. Nhiều lắm, nhiều. À luôn chứ toàn hang bé thôi. Ôi chạy. Tiên cũng đi vào hang rồi. Ôi đấy rồi. Ok ok. Lấy được bàn. Ui dưới này nhiều sắt lắm, nhưng mà nguy hiểm. Chắc là chết không mất đồ đâu. Tôi nghĩ là như thế. Ôi, wow, ngon luôn. Ui, tôi hồi sinh lên trên này một cái ngon luôn. Mày thế. Tính ra mình đi đường hàng không các bạn ơi. Ngon luôn. Ok. Ui, tính ra mình có nên đi farm kill chứ không nhỉ? Nên các bạn ơi. Mình đi. Mình thì phải đi farm kill trước thôi. Không mình nhớ bánh thì nguyên bộ giáp sắt rồi đấy. Ok nha anh thoảng con gà mái đi. Ấy. Trời ơi, tại sao tôi lại chế cúp làm gì? quen tay. Rồi xong. Thành Mí Ngô. May không mất sắt của mình, nhưng mất sắt mình đè đầu thành Mí Ngô ra mình xử lý các bạn đây. À luôn mấy thanh niên này đi ở tận đâu ấy, banh vẫn ở chỗ cũ chứ đi đâu đâu, không sao đi đâu. Ok, sao cái đâu. Gì đây, xem nào, sẽ có cái này đi. Luôn anh thủ map cho gọi là phát sáng rồi mà vẫn không nhìn thấy đâu ạ. Có nên làm cái gì ta? Làm một cái khiên đi bạn ơi. Đấy, chúng ta cần cái khiên thêm một cái rìu nữa. Ok. Tuy rằng hơi Ui giời, thanh nhảo okay. Tít dưới đáy chứ kìa. Ui, khiên đấy. Tuy dưới đáy xã hội luôn. Ok, rồi, bằng này đồ tôi nghĩ là đủ rồi bạn ơi. Mình sẽ cầm cái giày trên tay à? Đó, mình sẽ được enchant cái gì đó bạn ơi. Mình không biết là cái enchant này gọi là cái gì, nhưng mà mình sẽ được enchant khi mà cầm cái giày lên tay nha. Ê, ok, kiếm nhiều thức ăn tí. Mình phải đi farm kill các bạn ơi. À luôn, không thấy thanh niên nào để mà farm ấy chứ. Trời ơi, không có cái sắt nào luôn.
Rồi, thế như là thấy phát sáng rồi. Điều cười man dợ. Rồi, ai đang bơi đây? Chắc cả thanh niên vanh này, chứa thanh niên vanh ý. Ê ôi. Ui, thanh niên kia dưới đáy kìa. Tí nữa bò vào, không kịp phải chết. Quay mà xem này. À, úi dồi, thanh niên này chết, mình không thấy phát sáng, bảo sao. Phun bộ đồ sắt. Ủa, phun bộ đồ sắt của vanh đâu? Gáy to đấy vanh. Nhưng mà làm sao đuổi được. Gáy to đấy vanh. Không đuổi được đâu. Hay đấy nhờ. Vừa lại có thanh niên bí ngô đánh ấy, phải xử ngay từ đầu. Ôi giời, làm sao mà xử được người ta. Ơ, cái gì đây? Thanh niên khác thôi. Ôi, đùa thôi, đi đánh vanh đi. Đây, để vanh gọi là chặn đầu nhá. Đánh vanh đi. Đi đánh vanh đi. Ui giời ơi, chui dưới này đi. Không. Lên được không? Ở lại đi lên, lại chui lên. Đây, để vanh ở trên, vanh đánh xuống. Rồi, nặng. Ai, tốt đi. Đau lắm rồi đấy. Ok, Bí ngô, bí ngô đi đâu? Ôi đúng rồi, đánh bí ngô. Ôi rồi ôi, con cung nó bắn, nó ăn luôn rồi bạn ơi. Áo đấy nhờ. Thay nhiên thà bị quái giết không để mình ăn mạng. Không thấy con quái, ôi rồi lã. Bí ngô. Ok, cái gì đây? Bí ngô. Rồi, thay nhiên đi, vanh đi farm kill rồi. Làm sao mà farm được? Ôi bí ngô ra, đứng lại đi bí ngô. Ờ? Đang làm bí ngô chả chết, vanh là người lây nhiễm rồi. Ôi rồi, thay bí ngô. Rồi xong, rớt xuống nước rồi. Phải đi rồi. Mình chạy nhiều, mình đói, mình mỏi, mình phải có thức ăn mà ơi. Thôi Vanh ơi. Thôi Vanh ơi. Thôi Vanh bỏ đây. Vanh okay. Một kill, một kill duy nhất. Ok. Hình như một kill thì chúng ta được một món đồ đầu tiên hay sao bạn ơi. Đấy, từ đã. Rồi, đợi xíu bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi tìm xem có thanh niên nào không. Hết 8 phút rồi bạn ơi. Kiên đâu xa đấy nhờ. Kiên dưới đáy xã hội rồi. Bây giờ Kiên đi lên này. Chờ Kiên tí. Đây. Thầy ơi. Ôi cái gì đấy? Đây. Kiên rồi, đấy. Hai Kiên nữa. Kiên làm người lây nhiễm bạn ơi. Thiệt luôn. Không biết là nếu mà Kiên làm người. Kiên làm người lây nhiễm rồi. Bí ngô ạ. Ôi sao lại có Kiên thật hơn rồi. Quên mất. Mình cũng đi giết cũng được. Nhưng mà mình đi giết thì sẽ không. Nhưng mà phải bây giờ phải đi đánh Kiên chứ sao đánh Bí Ngô ảo thật đấy. 5 kill để cho khỏe. À chơi bài đúng không? Đúng rồi chúng ta phải. Đúng rồi. Hay okay, lắm Bí Ngô ơi, chúng ta phải kết hợp Bí Ngô ạ. Đi về đây đi Zeno được thêm rồi. Thêm một kill nữa. Rồi, 2 kill rồi. Đây Bí Sinh sẽ hy sinh. Chết rồi, Kiên phải lên. Ok bạn, 2 kill rồi. Thêm một kill nữa Vanh. Lên đây rồi. À mà thôi, không thanh Vanh đâu. Mình sẽ giết thanh niên Bí Ngô đi. Để Bí Ngô ra. Ôn luôn. đấy ơi. Đây là mình rồi, đang có cái kiếm đầu tiên. Ui cái gì đây? Ôi giời ơi, cái kiếm. Cái múa đó, thần nào? Kỳ. Ôi chưa đấy được gì bạn ơi. Ôi được cái cây katana này. Đấy. Cho Bí Ngô đi. Ê, thanh niên kia cứu Vanh kìa. Đâu. Ê, đồng này. Không chơi đâu này đâu. Làm sao mà chạy được đấm lưng. Kiên. Ui ôi chứ gì đấy. Cái đó cứu, kia đi rồi. Ok rồi. Bây giờ thấy những kiên làm nào để tiêu diệt được bọn mình mới gọi là vấn đề đấy bạn ơi. Kìa. Đâu, đây đúng không, đây đúng không. Vùng Zeno không chơi với Zeno đâu. Con ông này, đi ra cho ta. Ông này, ấy, ông chết que luôn. Anh em về đây, Zeno bảo kê, về đây Zeno bảo kê. Kiên không chém được. Kiên không chém được. Kiên. Đúng rồi, chém đằng sau đi Bí Ngô. Chém đi. Ui giời ơi, nhầm. Thanh niên này. Quên. Chém phát Bí Ngô rồi bạn ơi. Rồi, thanh niên kia đến rồi. Đấm đi. Rồi. Ui. Cái gì đây? Rồi, xong. Ui khỏe quá. Tôi vừa mới. Vừa mới mở. À, thanh niên Bí Ngô bây giờ đã là kẻ địch. Bây mình cần thêm một kill nữa thôi là mình sẽ. Đây Bí Ngô. Rồi không. Ui giời ơi, một kill nữa. Ok chưa? Giờ nó cho đi luôn rồi. Không đồ rồi. Ui giời ơi, kiếm này kiếm nó khỏe lắm nha. Đây. Thôi bây giờ mình đã xem nào. Ui, nâng cấp lên được thanh kiếm xịn này. 18 tấn công. Ui thanh kiếm này mấy thanh niên không có giáp thì. Ôi. Ôi. 18 tấn công mình không cần làm gì cả.
Thôi đi đánh banh. Bố mà đi tìm banh nhá. Đi tìm banh rồi. Cái gì đây? Cái thanh niên này đâu ra vậy? Ui, khiên này vẫn dính này. Hình như là mình chém xuyên khiên bạn ơi. Đau khiên. Đỡ đi. Đỡ khiên. À, không đúng rồi này. Thôi tùy phát thôi, tùy phát thôi. Đỡ nè, đỡ okay, được không? Đỡ được không? Đỡ được. Đau quá. Về với địa ngục luôn rồi. Ok á. Rồi xong, Bí Ngô rơi từ nơi cao chết của em luôn rồi. Rồi. Thanh niên banh đâu ấy nhở? Thanh niên trốn kìa. Ok á, cố gắng trốn nhờ, cố gắng phải đi lên bám rồi thì... cố lên. Ui u thế bị cái gì này yếu tôi tới đây. Ui đây game chán rồi, Bí Ngô bổ đi. Mất gì rồi đang chém cứ đuổi người ta. U đấy kiên lên thanh kiếm này rồi. Lên thanh kiếm cho Zeno hết đồ ăn để mình cho Zeno chết đói đi. Lên thanh kiếm này. Ui. Nhưng mà xin ra, thanh kiếm mới xịn ra man rồi. Từ Zeno, bây giờ là phải kiếm ra in vanh. Ồ, có hiệu ứng gì chứ độc bây giờ sao ấy? Kiếm này cho xa. Không ổn rồi. Cho chúng ta độc bây giờ này ạ. Ui. Ui. Ui dồi. À chặn được này. Bây giờ mọi người phải làm sao để kiếm thanh vanh như kìa. Đây, kiên chặn được rồi. Bí Ngô vào hành đi. Bí Ngô chặn được. Ôi giời ơi. Tự nhiên mình kích hoạt được cái skill gì. Đây rồi, chúng ta đã có cúp sắt đây rồi. Ai dần nhiều sắt bổ phát chết luôn này. Đây, kiên chắn rồi. Đây rồi đấy. Cầm nhầm u. Kiếm gì nè? Thanh kiếm cuối cùng. Kiếm gì rồi? Ui thủy kiếm à. Ui rồi. Ui rồi. Zeno ơi, vứt cho Vanh thanh kiếm bé thôi. Ở đây cho Vanh thanh kiếm. Vanh một thanh kiếm này. Ui. Cái gì đây? Rồi xong Zeno. Còn Vanh thôi bạn ơi. Zeno thành con kia rồi. Mình là người sống sót cuối cùng. Vanh là người sống sót cuối cùng u nhưng mà còn nhưng mà không làm được gì. Hay không. Rồi. Xong. Vanh ra đi luôn. Đi luôn. Rồi xong nên Vanh đi sớm đây. Rồi luôn. Uầy, nhưng mà từ đầu tôi xem mấy thanh kiếm này có gì gọi là xịn sò lắm nào. Ui dồi. Ui, chém loa này, chém loa này đúng không? Đâu ba anh nhìn đứng vào đây, đứng vào đây nó xem nào. Thử chém ba người phát nào. Vanh chắc chắn không chết. Đâu, vào đây. Ấy. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt một người thôi, như là mấy người xung quanh ở khu đấy là nó tự động đi bụi, tự động đi ngủ mới run luôn bạn ơi. Nào. Đây, 2, 1. Ôi. Tính ra là nếu mà mình có thanh kiếm này nha, mà mình chưa bị tiêu diệt là mấy thanh niên trụm và là chúng ta gọi là lên hòn núi cao luôn. Ui. Hình như là đứng gần một tí thôi bạn ơi. Ui. Không đâu, không cần chém chết đâu. Đúng không? Khiên đỡ khiên nào. Khiên đỡ khiên đây rồi. Không được. Chỉ cần chém thôi, không cần chết. Chỉ cần chém thôi, không cần chết luôn. Đây nha, nhìn nha. Ui. Ui. Farm này dễ ra mà luôn. Ui, có một. Ui. Thôi được rồi, tha. Nếu mà cái này nhá. Thế thì thử, tôi sẽ thử xuống con rồng, tôi sẽ thử chém con rồng. À, chém chết mấy thiên xem con rồng có chết không nha. Đây, xuống chỗ con rồng mình sẽ thử cái thanh kiếm này nào. Thử thanh kiếm này mình sẽ chém con enderman xem. Ôi, ok rồi. Chết rồi, xong. Rồi xong, con này nó. Nó có phép thuật ý, kiểu như điện giật nên là lây từ người này qua người khác đấy. Bây giờ nha, bây giờ đứng im thì nó thử chém mấy thiên xem là con rồng nó có đi không nha. Chém để con rồng có đi không á? Thử chém phát xem là nó có bị giết bởi phép thuật không đã. Hết thì trước khi đợi rồng xuống. Ông rồng kháng phép thuật rồi. Chém con enderman này. Ui rồi. Không còn sao bạn ơi. Chém phát chết luôn này. Đâu chết đâu. Chém phát chết luôn enderman luôn. Tính ra là kiếm này rất là khỏe. Ok kìa con này. Ui rồi. Con này có gọi là da dày như da trâu luôn bạn ơi. Ok, đợi xíu. Rồi, bị con Enderman nó dí rồi. Nhìn vào mắt mày này, làm sao?
Ây ôi, đây rồi, dòng xuống, anh em đứng qua đây. Ôi, ơi, ơi, ơi. Đây. Đâu, em có chém một cái. Đây, đây, chém lên lùi dòng không? Ôi. Không. Rồi, xong luôn. Chém kiên kìa. Ôi, ôi, ôi. Rồi, ôi. Wow. Ok bạn ơi. Đây, tính ra mình định thử con rồng nhưng mà không, con rồng miễn nhiễm với sát thương thôi. Ui giời, okay, tính ra chém mới đi như này thì cứ một phát một hit một bé luôn bạn ơi. Ok bạn ơi, đấy, ngày hôm nay chúng mình đã sử dụng cái thanh kiếm xịn sò nhất rồi. Đấy, để gọi là chờ, tuy rằng không chiến thắng nhưng mà không sao, mình đã sở hữu được cái thanh kiếm VIP nhất ở trong cái chế độ này rồi nha. Đấy, các bạn thấy là thanh kiếm nào VIP nhất ở trong cái những cái này thì bạn nhớ là comment ý kiến nha. Và đừng quên ấn đăng ký kênh của tất cả thành viên nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye.